Chào em và các bạn, đây là hiệp 2 của trận đấu tranh vé. Trận đấu diễn ra đồng nhận 40 điểm đồng lực cơ nha các anh em. Tỷ số Nhất hiện tại là 25-19. nhất nhất Phạm Quốc Thích đang gác. Đâu mà ăn đâu hả? Anh ăn sao tặng cho con sao rồi? Thank you.
Thank you.
thì tự luôn không được. Tự này thì nói chung lớn ốc thì tự này tính chung lớn tính tâm trước đạo tính tính ngày qua thì còn bị phòng đau còn người ta đạo mình cần đủ cái gì mà không cần cái gì để ba học kiến tùng đạo nhưng mà cỡ đó là bên con hỏi chỗ là Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi. Vậy là Phạm Quốc Thích đã giành chiến thắng và chúc mừng cơ thủ Phạm Quốc Thích đã trụ hạng ở vòng 2. Quá hay cho Phạm Quốc Thích. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.